Chuyến đi Đà Nẵng của tụi mình tập cuối. Sáng hôm nay thì tụi mình dậy cực kỳ sớm để ăn sáng, rồi sau đó tranh thủ quay một số video trước khi chia tay nhau. Khải cả chớn có lịch bay về Sài Gòn sớm hơn cho công việc nên đã tranh thủ ăn rất là ít. Sau đó thì mới phát hiện ra là tụi mình chưa có chụp hình lãng mạn tại khách sạn cùng nhau, nên thầy Nam U40 và Ngô Đình Bell đã tranh thủ thể hiện tình cảm yêu thương ấm áp qua một bộ ảnh đáng nhớ. Rồi sau đó thì không biết vô tình hay cố ý mà hai chị em Ngô Đình Xin và Bùi Thảo Nam đã mặc chung một tông đồ đen xanh lá cây rất hợp, cho nên đã tranh thủ chụp một vài tấm ảnh ngay chiếc view ra biển rất xịn sò. Do Khải Cà Pháo đã về trước nên Trang My lủi thủi đú trend một mình. Cây không muốn lá sẽ cành khi lá vẫn còn xanh, yêu đương khóc quá thì chạy về khóc với em. Sau đó là một màn đú trend vô cùng nghiêm túc của hai chị em Xin Nam. Và giây phút mà tụi mình cực kỳ mong chờ trong chuyến đi đã đến, đó chính là được đến thăm chùa Linh Ứng và cầu nguyện đầu năm. Cầu mong cho tất cả chúng ta sẽ có một năm 2022 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn các bạn đã nhận ra và chụp ảnh cùng bọn mình nha. Tụi mình cũng tranh thủ chụp lại một số tấm ảnh với chiếc view cực xịn từ chùa Linh Ứng và thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Tức cảnh sinh tình trên đường về, do chiếc view này quá đẹp nên là tụi tôi phải dừng lại để đú trend thôi. Lúc này là cô giáo Xin đang dạy cho cả bọn nhảy nè. Chưa bao giờ mà tôi thấy nhảy một trend TikTok đó là dễ như vậy. Phút vàng quá để mình mất nhau. Này đi ra em và anh, chúng ta bình cố chấp. Này đi ra em và anh, chúng ta bình thường. Này đi ra em kìm đến mỗi khi mình cãi vã. Lúc đi hết mình, lúc về hú hồn. Cảm ơn 43 Đà Nẵng xinh đẹp đã đón tiếp tụi mình cực kỳ nồng hậu, vô cùng nhiệt tình và đáng yêu hết nước chấm luôn. Đây cũng là tập cuối của chuyến đi Đà Nẵng với bọn mình rồi. Chúc mọi người và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Cảm ơn mọi người đã du lịch cùng tụi mình nha. Mà không biết sắp tới tụi tôi nên đi đâu đây ta?